em bé Hi Ha bị zombie đuổi và nhảy xuống biển. Nhưng em bé Hi Ha lại không biết bơi. May mắn đã có những người cá trong Minecraft đã cứu mình. Họ rất tốt và còn mời mình xuống cung điện của họ nữa. Mình cũng tìm được một kỹ năng tuyệt chiêu của người cá đó nha. Chưa hết, cái giọng hát của mình đã làm cho một chú cá heo rất là thích nữa. Nhưng mà trên vùng biển đó có một tên cướp biển độc ác. Mình ghét ông này lắm, thề luôn. Ông đã bắt ba anh chị người cá và nhốt một cái lồng đem đi bán. Mình đã cưỡi chú cá heo của mình để giải cứu anh chị người cá tốt bụng. Các bạn muốn biết như nào không? Hãy xem hết video của mình nha. Trời ơi, nhưng trước hết nhớ nhấn like và share cũng như là đăng ký, lắc luôn cái chuông bên cạnh để không bỏ lỡ những video mới nhất từ mình nha. Bye bye. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Ajambawe, 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 ajambawe. Ê, zombie, zombie, mày không cho tụi mày lên đây, không cho tụi mày lên đây. Cái khu này là nhà của tôi mà. Đi xuống. Giờ phải làm sao? Zombie. Tại sao có hai con zombie ba con luôn? Chết rồi, mình phải nhảy xuống biển thôi. Nhảy. Ôi, mọi người ơi, tới đây nhìn lên. Ủa, anh chị là người cá hả? Đúng rồi. Wow. Anh chị lên đây chơi nè, vô nhà em nè. Không lên được. Lên khó lắm, không lên được. Người cá không lên bờ được hả? Đúng rồi. Em không xuống nước được. Đó, em xuống nước là em không biết bơi. Thôi em lên rồi đi chị, anh chị dẫn em đi chơi. Ôi, thôi để em lên thuyền cho. Lên đi. Đúng rồi. Rồi, bây giờ tụi mình đi đâu? Đi theo chị. Đi qua đây nè. Tới đây nè. Xuống đi. Ơi nè, xuống đây. Em không biết bơi gì chứ, em ngẫm củ tỏi luôn sao? Vậy em leo rồi chị ơi. Ok. Bên dưới có không khí để thở đó. Đâu? Lên chưa? Cô em lên chưa? Nè. Bơi xuống. Chơi đây. Cô em, ủa bơi đi đâu vậy? Hướng này nè. Có bơi được đâu, em đang chìm mà. Đây đâu đây? Đây là thủy cung bé nhỏ. Đây là nhà của anh chị hả? Đẹp không? Ủa? Nhà anh chị mới hết cá rồi. Mấy bạn cá sắp đi chơi rồi. Wow, con này có mấy cái chỗ này đã quá à. Đúng rồi, xịn chưa? Xịn lắm trời luôn. Tụi anh đi bơi đó. Dâm bơi quay. Wow. Vô đây. Ui, có cá rồi nè. Ơi, có cá rồi. Ô, có cá rồi. Em muốn coi người cá bơ không? Đi làm đi quay, nhanh lên. Làm đi coi nè. Em muốn em coi người cá nè. Người cá bơi. Đây nè, đứng đây coi là được rồi. Trời ơi. Người cá này ngu quá vậy. Nói gì vậy? Đây. Ui, cái này gì đây? Ê, đừng có đập cái này của anh chị. Cái này của anh chị, đừng có quậy. Lấy xíu. Ô. Ôi giời, sao nó lấy luôn rồi. Đấy. À đâu, nó mới lấy gì vậy? Gì đây? Trời ơi, đập bánh chỗ này của người ta rồi. Đi nhanh đi chạy. Ủa ngoài.
Ngủ bây giờ hiện mình nên làm gì với nó đi ta? Nó quậy quá. Bây giờ thì mình làm gì bây giờ? Nhanh lên, nhanh lên, lên chơi đi. Nhưng mà em không biết bơi, thôi bơi luôn. Ờ. Bơi đi, bơi đi. Ba, hai, một, ba. Trời ơi, không được, 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 chạy xuống. Dễ thương. Ôi nó nổi lên nè. Em ăn gì anh mời? Ê lọt dưới kìa. Nè con cá Nemo nè ăn đi. Trời ơi. Gì lạ? Ăn không? Gì lạ? Ê cá Nemo này nó ngon quá vậy. Đứng lại đứng lại đứng lại. Ê nổi lên. Bắt cá kìa. Bắt cá nè. Thôi mệt rồi. Vô bờ chơi xíu. Dâm bà que. Đi về á. Mẹ ơi. Mệt quá. Mẹ mẹ. Mày bơi nữa đâu. Dạ thôi đi thuyền nè mệt. Đi đi cho nhanh. Vậy thôi đi thuyền đi. Đi. Đây, đây đặt giùm cho ngu quá. Đó. Trời ơi. Cái tiền của người không biết xài sao luôn á. Rồi, đi thôi. Dâm ba quê. Trời ơi. Nó. Vậy. Đằng kia có cái thuyền gì kìa. Ui, thuyền này kia to quá. Dâm ba quê. Ui, cái thuyền to luôn kìa. Dâm ba quê. Cái gì mà zombie quá trời vậy cái bọn này. Đi ra thoát cái tiền ta nha. Mày cứu người ta. Quái vật à. Cứu người đây. Ồ, dễ nhất là vậy. Ai mày nhóc. Thôi, đi nguy hiểm á, đi lên đây. Bọn này, mày đẹp bưởi, mày há bưởi. Đi ra đây. Mày đi. Nhóc lên thuyền nè, nguy hiểm. Ồ, ở đâu ra vậy? Chụp cái này đi. Ui, nó đi zombie nghèo vậy. Bọn này nó muốn lấy kho báu á. Cầm. Bọn zombie dám muốn lấy kho báu ta. Chết đi nè. Bấu nè. Ôi. Chết nè. Lấy. Quá trời kim cương luôn. Ui vàng nữa nè. Lấy luôn. Chết đi nè. Một con. Wow, vàng nữa nè. Ý, mình không lấy hai này đâu. Chết đi nè. Mình sẽ đem cho người cá. La. Người cá ơi. Vàng kim cương nè. Ủa. Ai gì nha? Ai gì ai? Kim cương nè. Ai nha? Đừng. Kim cương. Đừng có lấy. Ôi, cứu. Ôi, nè, có thuyền nè, chạy lên nhanh. Rồi. Trời ơi, kho báu tại đâu rồi? Ủa, mấy người cá đã mất tiêu hết rồi. Mấy người cá đã mất tiêu hết rồi. Không có gì. Rồi, mấy người cá đã mất tiêu hết rồi. Mà con ở đâu ra tới vậy? Mà cha mẹ đâu rồi? Con bị lạc, cha mẹ mất tiêu rồi. Mấy người cá cũng mất tiêu rồi. Lạc mất hả? Nè, lên thuyền dưới đây nè. Vô trong bờ kia đi cho an toàn. Ok. Đúng rồi. Ê vậy chịu lên. Đi đây qua bờ này cho an toàn nè. Bên bờ đâu người ta có cái đâu đây rồi nè. Trời ơi, tí sáng sáng là chỗ bọn zombie kia né xa ra. Bây giờ mình ở đây hả chú? Nhưng mà ba mẹ con không có đây hả? Không thấy bọn họ đâu nữa rồi. Đi đâu mất tiêu rồi, chắc là bỏ con mất tiêu rồi. Gì làm gì có vụ đó vậy? Thôi ở đây với chú đi nha. Rồi trái thì mất tiêu rồi. Mất thiệt rồi. Thôi cái lũ zombie này hết nè. Trời ơi, đúng rồi, mình nhớ đây mọi người cáo tới à. Con ghê này mày đi vô cái đây. Trả chú nè. Vậy trả nè. Ôi, y chột kho báu ta. Ôi, hên quá. Đừng mất hết đi chứ. Con cá này của người cá. Ủa, ê cá luôn rồi. Ủa, cá tự nhiên lên bờ vậy? Con cũng không biết nữa. Nhưng mà có một cái gì nè, để mình đọc thử coi. Anh chị không rước em được. Anh chị không thể cho con người đất liền thấy được. Nên phải về chế thuốc chân người rồi quay trở lại sau. Đợi anh chị nha. Ok. Ồ, thì ra là thế. Nên bây giờ mình sẽ đợi anh chị thôi. Trời ơi, mọi người lâu tới rước mình quá vậy. Sao cha mẹ con lâu tới rước vậy? Trời ơi, mình nhớ mấy người gia đình người khác của mình quá à. Lâu quá mấy bạn ơi. Vậy có cách nào mọi người tới nhanh không? Dạ ơi. Ai vậy? Đi về nè em ơi. Đi về nè.
Đi về nè. Mấy người là ai vậy? Đây chính là ba gia đình của em, mấy người nhà của em. Đúng rồi. Em đi về nha, cảm ơn chú nha. Ê, khoan nè. Nè, giờ muốn đưa bé thì về thì ít nhất cũng phải có tiền chứ ta. Tiền ở đâu mà nhà? Nó lại tôi dẫn nó về chứ. Ui. Giờ không cho thì sao? Chú giờ nói à, công... chú nói là khi mà gia đình con tới là thả con đưa cho con về với hai người ba gia đình con mà. Đúng rồi, chú sẽ đưa con về khi hai mấy người đó đưa cho chú 20 cục vàng nha. Trời ơi, chú lừa. Đâu ra mà có? Sao đây? Đúng rồi. Ui chết rồi, chú ơi. Giờ có đưa hay không đây? Chú có tác dụng rồi. Vậy? 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 À, bọn này có biến quá giật người cá. Chạy vậy? Mẹ, một con. Không được. Ai con? Đi, nhanh lên, nhanh lên. Hết đi, rồi. Nhanh lên gì, thằng nhóc nữa. Chú không được. Bấm anh đi. Ủa? Mọi người tìm cá được hết rồi. Còn cái ông cướp biển gì nữa? Ông đâu mất tiêu hết rồi. Ủa hay là ông bắt đi đâu rồi? Nói rồi giờ phải làm sao? Bây giờ mọi người bị bắt đi đâu? Cái gì đây? Bản đồ. Không lẽ hắn ta đã bắt mọi người lại đây rồi? Được rồi, đi thôi nhanh lên đi cứu anh chị. Mình phải dùng tiếng gọi cá heo của mình lại thôi. Được rồi, cất tiếng hát. Baby sa đu 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 đu. Baby sa đu 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 đu. À quên, mình kêu cá heo mà. Baby dolphin do 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 do, baby dolphin do 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 do, baby dolphin do 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 do. Hello. Hey, bây giờ bản đồ kho báu nè. Bản đồ bây giờ anh chị người cá bị bắt rồi, bây giờ ngươi hãy giúp ta đó nhanh nha. Đi thôi. Jumbo, đúng rồi, hướng đó. Đúng rồi, đi. Nhanh lên. Tôi bơi nhanh lên. Trời ơi, có cái heo đi bơi lẩm quá là anh chị của ta bị bắt qua biết chết. Ê, thấy rồi, cảm ơn ngươi nhiều nha. Bye bye, cảm ơn ngươi nhiều. Đi. Hãy nhanh lên. Thả ta ra. Mở đây. Mở đây là gì? Chính là những món hàng đó mà các thế giới muốn đó. Thả ra. Ôi, em bé tớ. Bé hả? Thả bé người cá của tôi ra. Ôi, trời, con nít lại tới đây nè, thằng nhóc này nó thôi về đi. Dạ, cái gì nữa? Đây chỉ là anh chị người cá của tôi mà sao tao ngươi bắt được vậy cái tên cướp biển độc ác này. Đúng rồi đó. Thôi đừng nói vậy chứ, bọn nó mới là bọn ấy độc và giờ dốc dạo giờ chịu giáo ha. Ơi, bơi bể bóng rồi thì anh không biết bơi á. Thôi thì ngươi đi chung với bọn nó đi. Đi xuống dưới đi. Tưởng ta không biết bơi hả? Nổi. Ta đã lấy được mấy cái tiệc chiêu của người cá rồi. Bây giờ ta không không có cửa mà ta không biết bơi đâu. Người thấy cái điện xung quanh ta chưa? Nó giúp ta bơi được đó. Nè, đánh đây. Người xuống bị đây. Ngu. Đánh đây. Nó nhờ tên cướp biển em mới bơi được á. Trời ơi, cảm ơn em nha. Trời ơi, không có em thì không biết anh chị sẽ như thế nào để làm thịt cá nướng luôn rồi. Chị cũng bắt quá, chị cũng bị bắt nữa. Đâu, anh chị tới đây để cứu em.